Tả cha hảo. Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 28 tương ứng với phần tiếp theo của bài 9 quyển 1. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại từ tiểu thư. Xiao jie. Xiao. Xiao. Jie. 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 Xiao jie. Xiao jie. Chị ơi, tôi đổi tiền. Nguyên văn là tiểu thư, tôi đổi tiền. Xiao jie, 我换钱. Xiao jie, 我换钱.